tiếp theo thì bên em tiếp tục test thử một cặp loa JBL, một em là MR905 nhá. Dạo này nó được sở hữu một bát 40 và một tép kèn. Với cấu hình nội tạng của nó thì rất giống những dòng 925. Về chất âm của nó thì rất xịn tuyệt vời. Nó là một trong những dòng loa lời và loa kiểm tra âm thanh rất chỉ là đặc cấp, và nói chung là sản phẩm này nó là sản phẩm số 1 về chất âm chuẩn. Tiếng của nó rất chuẩn và rất hay luôn, tép rất sáng và lời rất hay, và trầu của nó đánh lại rất chỉ là ấm nhá, rất chỉ là lực. Với cặp loa này em tép cho một bác khách, bác ở Hải Phòng. Cảm ơn bác cũng đã tin tưởng kết nối bên Cao Trung, bác cũng đã chuyển đủ số tiền cặp loa này. Xin chân thành cảm ơn bác. Và giờ đây em sẽ test thử chất âm để mời toàn thể các bác thưởng thức cái chất âm của thằng JBL R905 này. Em mở. Với những sản phẩm bên em lựa chọn thì toàn những hàng tuyển thì bên em mới làm thôi. Và nói về JB thì bên em rất chi là nhiều mã nhá, như 835, 935, 838, 938, 826, rất nhiều. Hay những quả súp là 918, 350. Bên em làm JB thì làm rất kỹ và đẹp. Và các bác có nhu cầu về những mã sản phẩm của dòng JBL thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với Cao Trung nhé, qua số điện thoại 0963 138 hoặc 0962 355 39. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và đây là có một cặp JBL 4312A nhé. Sản phẩm này cũng bát 30, một chung một tép, các bác để nghe nhạc cũng rất chi là tuyệt vời nhé. Và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm nghe nhạc audio thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung. Ở đây xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.